Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một loại hợp chất vô cơ mới, đó chính là bazơ. Bài số 7, tính chất học của bazơ. Và ở bài số 7 này chúng ta sẽ nhắc lại một chút về công thức hóa học và cách gọi tên bazơ. Phần này các em đã được học từ lớp 8 rồi. Hãy nhìn vào các công thức có ở trên bảng. Chúng ta có công thức AlOH tất cả 3 lần, COOH tất cả 2 lần, COOH tất cả 2 lần, FeOH tất cả 3 lần, FeOH tất cả 2 lần và ZnOH tất cả 2 lần. Vậy thì các bạn lưu ý, ở đây có thể có hai nhóm OH hoặc ba nhóm OH và các nhóm OH này đều liên kết với một loại nguyên tố, đó là nguyên tố kim loại. Vậy thì để nói về khái niệm thế nào là bazơ, chúng ta sẽ được hiểu bazơ là gồm nguyên tố kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm OH. Nhóm OH này còn được gọi là nhóm hydroxit và có hóa trị 1. Do đó, số chỉ của nhóm hydroxit chính là hóa trị của nguyên tố kim loại. Vậy nếu cô đặt công thức tổng quát là M, M đây là kim loại, có hóa trị N thì công thức tổng quát sẽ là MOH tất cả N lần. Chúng ta đã được nhắc phần này ở bài trước rồi. Như vậy, chúng ta vừa nhắc một chút về công thức hóa học của bazơ. Tiếp theo là cách gọi tên bazơ. Chúng ta có LiOH đọc là Li-ti hydroxit, KOH đọc là Kali hydroxit, NaOH đọc là Natri hydroxit, BaOH tất cả 2 lần đọc là Bari hydroxit, CaOH tất cả 2 lần đọc là Canxi hydroxit, MgOH tất cả 2 lần đọc là Magie hydroxit, AlOH tất cả 3 lần đọc là Nhôm hydroxit. Như vậy, chúng ta sẽ có tên bazơ bằng tên kim loại cộng với gốc hydroxit. Tuy nhiên, khi kim loại có nhiều hóa trị, ví dụ như kim loại sắt, thì chúng ta sẽ phải đọc tên kim loại kèm với hóa trị và cộng với lại hydroxit. Và chúng ta có FeOH tất cả 2 lần đọc là sắt 2 hydroxit, FeOH tất cả 3 lần đọc là sắt 3 hydroxit. Trước tiên, chúng ta hãy quan sát các thí nghiệm sau. Thí nghiệm thứ nhất, các bạn hãy nhìn thấy cô có giấy quỳ tím và dung dịch NaOH. Dung dịch NaOH chính là dung dịch bazơ hay chúng ta còn gọi đó là dung dịch kiềm. Khi chúng ta nhỏ dung dịch NaOH không màu vào giấy quỳ tím có màu tím thì chúng ta thấy rằng có hiện tượng giấy quỳ tím chuyển từ màu tím sang màu xanh. Đồng thời nếu chúng ta nhỏ dung dịch phenol phthalein không màu vào dung dịch NaOH không màu thì khi nhỏ vào các bạn thấy xuất hiện hiện tượng màu đỏ, tức là dung dịch phenol phthalein đã bị chuyển từ không màu sang màu đỏ. Và đây chính là tính chất hóa học đầu tiên của bazơ. Các bạn hãy đọc các thí nghiệm số 1 và số 2, sau đó điền hiện tượng và đưa ra kết luận về tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu. Như vừa lại đã giới thiệu, thì khi nhỏ dung dịch NaOH vào giấy quỳ tím, thì giấy quỳ tím hóa thành màu xanh. Dung dịch phenol phthalein khi nhỏ vào dung dịch NaOH sẽ chuyển từ không màu thành màu đỏ. Và điều này kết luận rằng là dung dịch NaOH làm đổi màu quỳ tím thành xanh, và dung dịch NaOH cũng làm dung dịch phenol phthalein từ không màu chuyển sang màu đỏ. Và ngoài những dung dịch như NaOH, các dung dịch khác như KOH, kali hydroxit, bari hydroxit, BeOH tất cả 2 lần, canxi hydroxit, CeOH tất cả 2 lần cũng làm đổi màu quỳ tím thành xanh và làm dung dịch hoặc là giấy phenol phthalein từ không màu chuyển sang màu đỏ. Và chúng ta lưu ý ở đây đấy là khi chúng ta học về phần bài dung dịch acid, chúng ta thấy rằng là dung dịch acid sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, dung dịch acid sẽ không làm cho phenol phthalein chuyển sang màu khác mà vẫn giữ nguyên là dung dịch không màu. Phần này các em cần lưu ý.
Vậy thì em có kết luận gì về tác dụng của dung dịch bazơ và chất chỉ định màu? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ nhất. Khi nói về tác dụng của dung dịch bazơ và chất chỉ định màu thì chúng ta đưa ra được hai kết luận, đó là các dung dịch bazơ hay là kiềm thì làm đổi màu chất chỉ thị. Có hai loại chất chỉ thị chúng ta hay gặp nhất, đó là làm đổi màu quý tím thành xanh và thứ hai là làm đổi màu phenol phthalein từ không màu thành màu đỏ. Vậy thì từ đó vận dụng, chúng ta hãy đi làm các bài tập sau. Cô có những bazơ sau: đồng 2 hydroxit, natri hydroxit, bari hydroxit. Hãy cho biết những bazơ nào làm đổi màu quý tím thành xanh. Ở đây chúng ta lưu ý, khi chúng ta học về phần tác dụng của dung dịch bazơ thì đề mục cũng đã ghi rất rõ nó phải là dung dịch bazơ. Vậy thì trong các bazơ trên, các bạn hãy tìm ra đâu là dung dịch bazơ để biết được những bazơ nào làm quý tím cho nó màu xanh. Và hãy so sánh với đáp án của cô ở trên bảng. Những bazơ làm đổi màu quý tím thành xanh đó là NaOH và ClOH hai lần. Đây chính là những bazơ tan hay gọi là dung dịch kiềm chúng ta đã nhắc ở bài trước. Bài tập số 2, bài tập nhận biết. Em hãy nêu phương pháp nhận biết ba lọ hóa chất đựng các dung dịch bất nhãn sau: natri hydroxit, natri chlorua và hiđro và axit chlorhydric. Các bạn có thời gian 2 phút để giải bài tập này. Vậy thì sau khi các bạn đã nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là ở các bài trước, tức là bài axit, chúng ta đã thấy rằng là axit thì làm quỳ chuyển sang màu đỏ. Và trong bài ngày hôm nay thì chúng ta được học rằng là bazơ làm quỳ chuyển sang màu xanh, dung dịch bazơ làm quỳ chuyển sang màu xanh. Do đó, khi chúng ta làm tập nhận biết, chúng ta thấy rằng là có axit, có bazơ và chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng đó là quỳ tím. Và để giải bài tập này, chúng ta sẽ đi làm theo các bước như sau. Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử và đánh số thứ tự. Và chúng ta sẽ thử lần lượt các mẫu như sau ạ. Chúng ta sẽ sử dụng thuốc thử đầu tiên đó là quý tím. Và vì quý tím sẽ làm bazơ chuyển sang màu xanh, làm axit chuyển sang màu đỏ. Và với muối thì không có hiện tượng gì xảy ra nên chúng ta đã phân biệt được cả ba chất trên. Đó là NaOH, NaCl và HCl. Hai nhỏ, tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit. Nhắc lại, oxit axit tác dụng với bazơ, sản phẩm tạo thành là những hợp chất nào? Đây chính là nội dung chúng ta được học ở trong bài oxit axit, trong bài oxit. Vậy thì khi chúng ta thấy rằng là oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ thì sản phẩm thu được nó là muối và nước. Từ đó hãy viết một số các phương trình liên quan tới việc Na, phương trình liên quan, ví dụ khi cho NaOH phản ứng với lại khí carbon dioxide CO2 thì tạo thành muối và nước. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới việc là muối của chúng ta có gốc axit là CO3 hóa trị 2 và natri hóa trị 1 nên lấy chỉ số làm lấy hóa trị làm chỉ số, từ đó ta có công thức là Na2CO3. Và để cân bằng được phương trình này, chúng ta sẽ thêm 2 và NaOH. Hoặc khi cho NaOH và CO2 thì phần này chúng ta đã được hướng dẫn rồi. Đấy là chúng ta sẽ thu được muối axit natri hydrocarbonat và với phản ứng này chúng ta không cần cân bằng. Và để tương tự như thế, chúng các bạn hãy viết phản ứng giữa bari hydroxit với lại nitrophosphopentaoxit. Lưu ý ở đây gốc axit là PO4 thì có hóa trị 3 và bari có hóa trị 2. Các bạn hãy lập công thức đúng của phản ứng này. Chúng ta sẽ thu được sản phẩm đó là Ba3 PO4 cả hai lần. Và để cân bằng phương trình này thì chúng ta sẽ thêm 3 và bari hydroxit, thêm 3 và nước. Mời các bạn quan sát video sau. Axit tác dụng với bazơ. Lấy ống nghiệm đã điều chế sẵn đồng 2 hydroxit được điều chế từ dung dịch đồng sunfat và dung dịch natri hydroxit. Nhỏ vào đó từ từ từng giọt dung dịch axit sulfuric loãng.
lắc đều, kết tủa đồng 2 hydroxit tan dần cho đến hết, tạo thành dung dịch trong suốt màu xanh lam. Chúng ta vừa quan sát video giải của phản ứng giữa axit sulfuric và đồng 2 hydroxit. Đây chính là nội dung thứ 3 của chúng ta. Đó là khi cho axit tác dụng với lại bazơ thì sản phẩm thu được là những hợp chất nào? Chúng ta đã học trong bài axit rồi. Và sản phẩm đây vẫn là thu được muối và nước. Vậy thì bazơ tan hay không tan thì đều phản ứng với axit tạo thành muối và nước. Chúng ta có viết các phương trình như sau. Natri hydroxit tác dụng với dung dịch axit chlorhydric. Ở đây chúng ta sẽ thu được sản phẩm đó là muối natri clorua và nước. Các bạn lưu ý đấy là gốc clorua Cl có hóa trị 1 và natri có hóa trị 1 nên chúng ta được công thức là NaCl. Và chúng ta không phải cân bằng ở phương trình này. Và phương trình thứ hai chính là nội dung chúng ta vừa xem video. Khi chúng ta cho COOH tất cả 2 lần đồng 2 hydroxit tác dụng với lại dung dịch axit sulfuric, chúng ta thu được dung dịch trong suốt không màu có màu xanh. Đây chính là dung dịch đồng 2 sulfat COSO4. Và các bạn lưu ý vì ở đây SO4 liên kết với 2 hydro nên SO4 có hóa trị 2 và đồng có hóa trị 2 nên công thức thu được là COSO4. Và lưu ý khi các bạn cân bằng phương trình chúng ta cần thêm 2 và nước. Tính chất thứ 4 đó là bazơ không tan bị nhiệt phân hủy. Vậy thì những bazơ không tan là bazơ nào? Chúng ta đã được nhắc ở phần bài trước. Đó là trừ các bazơ ví dụ như là natri hydroxit, kali hydroxit, bari hydroxit, canxi hydroxit ít tan, liti hydroxit. Thì tất cả những bazơ còn lại sẽ thuộc bazơ không tan. Vậy chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Đó là đun nóng bazơ đồng 2 hydroxit trên ngọn lửa đèn cồn. Và quan sát xem hiện tượng xảy ra như thế nào. Trước khi nung nóng, chúng ta sẽ hơ đều đáy của bát sứ. Rồi cố định ở phía đáy của bát sứ. Quan sát màu sắc của đồng 2 hydroxit trong quá trình nung nóng. Trên bề mặt thoáng của bát sứ xem hiện tượng gì xảy ra. Các bạn vừa quan sát xong video đó là chúng ta đun nóng đồng 2 hydroxit trên ngọn lửa đèn cồn. Vậy thì khi quan sát hiện tượng các bạn thấy rằng là hiện tượng thu được đó là màu xanh chuyển thành màu đen và có hơi nước bám bên thành ống nghiệm hay là có hơi nước bay lên ở trên mặt thoáng. Vậy thì chúng ta kết luận rằng là khi chúng ta
sử dụng nhiệt độ hay là đun nóng đồng hydroxit thì đồng hydroxit bị phân hủy thành chất rắn màu đen, ở đây là CuO và hơi nước. Vậy thì bazơ không tan đã bị nhiệt phân hủy. Vậy thì tương tự như đồng hydroxit, một số bazơ không tan khác như là sắt ba hydroxit hay là nhôm hydroxit cũng bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit tương ứng và nước. Vậy thì em có kết luận gì về tính chất hóa học của bazơ không tan? Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit tương ứng và nước. Tuy nhiên, khi chúng ta viết một số phương trình, ví dụ khi cho đồng hydroxit bị nhiệt phân thu được đồng hai oxit và nước, nhưng phải chú ý riêng đối với lại sắt hai hydroxit thì chúng ta sẽ có hai trường hợp sau. Thứ nhất đó là khi nung sắt hai hydroxit trong môi trường chân không bình kín, hay chúng ta học vật lý chúng ta biết đó là môi trường không có không khí, thì chúng ta sẽ thu được sắt hai oxit, giống như là oxit sắt tương ứng và nước. Tuy nhiên nếu khi nung ở ngoài không khí, tức là khi nung mà có mặt của khí oxy, chúng ta sẽ thu được sản phẩm đó là sắt ba oxit và nước. Đây chính là nội dung mà chúng ta cần phải lưu ý ở trong phần này. Nó hơi khác so với các nội dung của phần ba giờ không tan nhiệt phân hủy, các em lưu ý. Ngoài ra, dung dịch bazơ còn tác dụng với lại dung dịch muối thì chúng ta sẽ học ở bài 9. Tuy nhiên ở đây thì cô cũng sẽ giới thiệu các em video liên quan tới dung dịch bazơ phản ứng với lại dung dịch muối. Ở đây là dung dịch NaOH phản ứng với lại ba có luôn. Các em quan sát hiện tượng. Lấy một cái dung dịch sắt ba cho vào trong dung dịch hydroxit, quan sát hiện tượng thì có các chất không tan màu vàng nâu xuất hiện, và đây chính là sắt ba hydroxit. Vậy thì chúng ta lưu ý khi cho sắt 3 cloro tác dụng với dung dịch natri hydroxit, chúng ta sẽ thu được sắt 3 hydroxit tương ứng. Vậy điều đó có nghĩa là phản ứng trao đổi đã được xảy ra, và phản ứng trao đổi này sẽ tạo thành các hợp chất tạo thành hợp chất không tan, tức là điều kiện để phản ứng xảy ra. Chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ở trong bài muối. Và để củng cố cho phần tính chất hóa học của bazơ, chúng ta có tính chất hóa học của bazơ gồm có bazơ tan và bazơ không tan. Cô nhắc lại một lần nữa, đó là bazơ tan thì chúng ta thường gặp 5 loại bazơ sau, đó là natri hydroxit NaOH, kali hydroxit KOH, bari hydroxit BaOH tất cả 2 lần, canxi hydroxit ít tan CaOH tất cả 2 lần hay còn gọi là nước vô trong, và liti hydroxit LiOH. Và bazơ không tan là các bazơ còn lại. Vậy thì các bazơ tan sẽ có những tính chất nào? Sẽ có tính chất đầu tiên, đó là tác dụng chất chỉ thị màu, làm cho bazơ tan sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh, làm cho phenolphthalein từ không màu chuyển sang màu đỏ. Thứ hai là tác dụng với lại dung axit. Thứ ba tác dụng với oxit axit, đều thu được sản phẩm đó là muối và nước. Thứ tư đó là tác dụng với dung dịch muối, và này chúng ta sẽ được tìm hiểu ở bài sau. Còn với bazơ không tan thì chúng ta sẽ có tính chất đầu tiên, đó là tác dụng với axit. Vậy thì khi tác dụng axit chúng ta đều có thấy giống nhau là cả bazơ tan và bazơ không tan đều phản ứng. Tính chất thứ hai đó là bị nhiệt phân hủy. Khi bazơ không tan bị nhiệt phân hủy sẽ thu được oxit bazơ tương ứng, và các em lưu ý với trường hợp cô đã nhắc ở phía trên, đó là với sắt 2 hydroxit thì có hai trường hợp là trong môi trường chân không hoặc là trong môi trường không khí thì sẽ cho ra các sản phẩm khác nhau. Sau đây sẽ là bài tập thảo luận nhóm trong vòng 2 phút. Bài tập số 1 có các chất sau: đồng hai hydroxit, natri hydroxit, bari hydroxit.
Hãy cho biết những bazơ nào tác dụng được với dung dịch HCl, acid chlorhydric, đổi màu tím thành xanh, bị nhiệt phân hủy và tác dụng với lại CO2, carbon dioxide. Và các bạn hãy viết các quy trình hóa học. Các bạn sẽ có thời gian 2 phút để làm nội dung này. Sau khi đã làm xong thì các bạn hãy đối chiếu với lại đáp án của cô như sau. Ở đây cô sẽ có tác dụng được với dung dịch acid chloric thì cả ba chất này đã tác dụng vì không phân biệt là bao giờ tan hay bao giờ không tan. COH tất cả 2 lần cộng 2HCl tạo thành COCl2 cộng 2 nước. NaOH cộng HCl tạo thành NaCl cộng H2O. BaOH tất cả 2 lần cộng 2HCl tạo thành BaCl2 cộng 2H2O. Ý B là đổi màu của tím thành xanh thì chỉ có những dung dịch bazơ hay là dung dịch kiềm mới có thể đổi màu của tím thành xanh. Đấy chính là natri hydroxit và bari hydroxit. Ý C là bị nhiệt phân hủy. Đây là tính chất riêng của bazơ không tan và chúng ta có đồng 2 hydroxit bị phân hủy trở thành đồng 2 oxit và nước. Cuối cùng là tác dụng với lại carbon dioxide. Thì với carbon dioxide chúng chỉ có thể phản ứng được với lại dung dịch bazơ. Do đó chúng ta sẽ có các phương trình sau, đó là 2NaOH cộng CO2 tác dụng CO2 để tạo thành N2CO3 và nước, hoặc đó là cho NaOH cộng với lại CO2 để tạo thành NaHCO3. Và phương trình thứ hai đó là BaOH tất cả lần cộng với CO2 tạo thành BaCO3 cộng H2O. Mời các bạn hoàn thành các chuỗi chuyển hóa sau. Các bạn sẽ có thời gian 5 phút để hoàn thành chuỗi chuyển hóa này. Và các bạn quan sát đáp án ở trên bảng. Sau khi làm xong phần vận dụng, chúng ta sẽ đi tổng kết với tính chất hóa học của bazơ. Chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta sẽ chia ra làm tính chất hóa học của bazơ tan và bazơ không tan. Với bazơ tan thì sẽ tác dụng rất chỉ định màu, tác dụng với oxit axit để tạo thành muối và nước, tác dụng với axit tạo thành muối và nước, tác dụng với lợi dung dịch muối. Thì phần này chúng ta sẽ được tìm hiểu ở bài sau. Bazơ không tan chỉ có hai tính chất, đó là tác dụng với axit, tác dụng với lại và bị nhiệt phân hủy. Đây chính là nội dung của bài ngày hôm nay. Về nhà các bạn hãy học bài, làm tập bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 sẽ giáo khoa trang 25. Và đối với bài học tiếp theo thì yêu cầu các bạn xem trước nội dung bài một số bài rất quan trọng. Cho biết tính chất hóa học và ứng dụng của natri hydroxit. Tiết học chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em.